Cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ. Cuộc hành trình 1000 ngày đầy nước mắt. 3 năm đằng đẵng tìm lại người mẹ Việt Nam của cô gái Thụy Điển, Dennis, tưởng chừng không có kết quả. Cuối cùng, nhờ mạng xã hội, cô và mẹ đã đoàn tụ. Gặp lại mẹ nhờ mạng xã hội. Mùa hè năm 2013, cô gái người Thụy Điển Dennis Sandquist, sinh năm 1991, đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mục đích chuyến viếng thăm này của cô là tìm lại mẹ đẻ bị thất lạc. Nhiều năm trước, sau khi sinh con tại bệnh viện, vì hoàn cảnh, mẹ cô đã cho đứa trẻ còn đỏ hòn làm con nuôi cặp vợ chồng người Thụy Điển. Ở đất nước xa xôi, Dennis Sandquist có cuộc sống mới, quốc tịch mới và tuổi thơ đầy hạnh phúc. Họ mang về rất nhiều đồ lưu niệm từ Việt Nam như nón lá, tranh và tượng gỗ. Trong phòng khách của gia đình còn treo một lá cờ Việt Nam. Mặc dù được nuôi dưỡng ở môi trường văn hóa khác biệt với Việt Nam, nhưng Dennis vẫn mang những nét đặc trưng của người châu Á với mái tóc dài, làn da vàng. Cô cũng mơ hồ nhận ra mình có một người mẹ khác. 25 tuổi, cô quyết định mang những thắc mắc trong lòng hỏi bố mẹ nuôi. Giây phút biết sự thật, cảm xúc của Dennis khá hỗn độn. Cô ôm lấy chiếc máy tính tìm hiểu mọi thông tin về Việt Nam. Điều cô ấp ủ từ sâu thẳm trái tim là mong muốn tìm lại được nguồn cội. Cô đã dành 3 năm để tìm kiếm mẹ nhưng bế tắc. Thông tin cô có được sơ sài chẳng khác nào mò kim đáy bể là mẹ mang họ Nguyễn, một dòng họ phổ biến ở Việt Nam. Giữa lúc buồn bã nhất, cô quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Trên lá thư tìm mẹ, cô để email và số điện thoại, hy vọng ở nơi nào đó bà sẽ đọc được. Hàng trăm nghìn người lạ ở Việt Nam dù không quen biết nhưng đã giúp cô chia sẻ thông tin này. 18 ngày sau khi đăng tải lá thư tìm mẹ trên mạng xã hội, cô nhận được cú điện thoại. Người trong điện thoại nói với cô bằng tiếng Việt. Mẹ đây. Mặc dù chưa nói sõi tiếng Việt nhưng hai tiếng thiêng liêng khiến cô gái trẻ òa khóc. Linh tính mách bảo tôi, đúng là mẹ rồi, cô nói. Mẹ đẻ Dennis cho biết đã vô tình đọc được mẩu tin trên Facebook. Qua những chi tiết cô viết trong thư, bà nhận ra đây là đứa con mình rứt ruột đẻ ra hơn 20 năm trước. Ngay sau đó, hai mẹ con Dennis sắp xếp gặp nhau vào ngày Giáng sinh. Cô tâm sự, bản thân thấy lo lắng và run vì không biết nên ôm mẹ hay nói gì với mẹ. Thời điểm gặp mẹ, vốn tiếng Việt của Dennis khá ít ỏi. Ngày hẹn, khi tiếng chuông cửa vang lên, Dennis chạy ra mở cửa, hai mẹ con đứng hình trong vài giây rồi ôm chầm lấy nhau một cách vô thức. Lần đầu được chạm vào mẹ đẻ bằng da, bằng thịt, lần đầu được ôm bà trong lòng, lần đầu cô nhìn rõ hình hài người đã mang đến sự sống cho mình. Nước mắt hai mẹ con lăn dài, tưởng chừng thời gian như lắng đọng. Nhiều người nghĩ rằng gặp một người mình chưa từng gặp trong 25 năm làm sao có thể có cảm xúc. Nhưng tôi đã cảm thấy có sợi dây vô hình kết nối hai mẹ con. Dòng máu của bà chạy trong huyết quản tôi là thứ không gì thay đổi được, Dennis tâm sự. Buổi gặp diễn ra với sự hỗ trợ của phiên dịch viên. Người phụ nữ trung tuổi đưa chứng minh thư ra và nói sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Dennis. Đó là một buổi tối khá dài và thú vị. Chúng tôi đã cười và khóc rất nhiều, Dennis nhớ lại. Ngược dòng quá khứ. Hai mẹ con Dennis gặp lại nhau, những thắc mắc về cuộc đời cô mới dần được hé lộ. Mẹ sinh Dennis khi mới 21 tuổi và đang học ngành tài chính tại một trường đại học ở Hà Nội. Mặc dù bố ruột Dennis bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc, nhưng mẹ Dennis vẫn quyết định sinh con gái một mình. Mẹ muốn kết hôn với bố, nhưng hồi đó ông lâm vào khủng hoảng tài chính, chỉ còn hai bàn tay trắng nên chưa muốn có con. Tôi tự hào về mẹ vì bà đã bất chấp định kiến xã hội để sinh tôi ra, Dennis nói tiếp.
cô gái gốc Việt thổ lộ luôn biết ơn mẹ ruột khi cho mình đi làm con nuôi. Trong bức thư gửi mẹ, cô viết: "Con hiểu, thật không dễ dàng để làm một bà mẹ đơn thân ở Việt Nam trong thời điểm đó. Nếu mẹ giữ con bên cạnh, con sẽ phải lớn lên với nhiều mặc cảm. Con biết mẹ đã dằn vặt và đau khổ nhiều mới quyết định đặt bút ký vào bản cam kết cho con sang nước ngoài làm con nuôi và không bao giờ tìm con nữa. Nếu đưa con cho cặp vợ chồng người Việt Nam, mẹ có thể nhận được một khoản tiền, nhưng mẹ đã không làm vậy. Mẹ đã cho con đi vì tình yêu vô bờ bến và vì muốn con có một cuộc sống tốt hơn. Con chưa bao giờ trách giận mẹ, mỗi lần nghĩ đến, con chỉ thấy thương mẹ vô ngần. Khi gặp lại con, mẹ khóc và nói, trong 25 năm qua, mẹ vẫn luôn thấy buồn và muốn đi tìm lại con. Mẹ cảm tưởng như có thứ gì đó trong mẹ đã bị lấy mất. Mẹ đã dành dụm tiền và dự định trong tương lai sẽ sang Thụy Điển để tìm con. Con luôn yêu mẹ. Hành trình hơn 1.000 ngày tìm lại mẹ đã làm thay đổi suy nghĩ của Dennis. Cô quyết định lập nghiệp tại Việt Nam với chuyên ngành mỹ phẩm. Đây cũng là cơ hội để cô được gần gũi mẹ ruột. Tôi luôn biết ơn bố mẹ nuôi, mẹ ruột và tất cả những người bạn đã giúp đỡ để tôi có một cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, cô gái 9X chia sẻ. Mẹ ruột Dennis hiện có một cuộc sống sung túc về tài chính, tự mở công ty riêng về xây dựng tại Hà Nội. Bà đã kết hôn và có hai cô con gái, một người sinh năm 1996 và một người sinh năm 2000. Tuy vậy, do nhiều vấn đề nên mẹ của Dennis muốn đợi thêm một thời gian nữa mới công khai mọi chuyện với chồng con. Chính vì thế, Dennis chưa bao giờ tiết lộ danh tính hay công khai ảnh chụp chung với mẹ. Tôi không buồn vì điều này, tôi tôn trọng mẹ và cuộc sống riêng tư của bà. Với tôi, cuộc sống như bây giờ đã quá hoàn hảo. Ước nguyện lớn nhất đời là tôi tìm được mẹ, giờ điều đó đã thành sự thật, Dennis trải lòng. Dennis chia sẻ thêm, cuộc sống của cô khá thú vị, cô từng sống ở 5 quốc gia và nói được 6 thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Việt. Nếu như bố mẹ ruột cho cô khả năng học hỏi nhanh, trí tuệ tuyệt vời và khả năng chơi thể thao giỏi, thì bố mẹ nuôi lại dành cho cô tình yêu thương vô điều kiện. Cô đã có bạn trai tên Aladdin, hai người hẹn hò hơn 4 năm và quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi sinh sống lâu dài. Aladdin gặp mẹ ruột của Dennis vài lần, cô dự định khi bước sang tuổi 30 sẽ kết hôn và sinh con. Tôi muốn có một đám cưới theo phong cách truyền thống Việt Nam, một đám cưới Thụy Điển và sau đó là một đám cưới theo kiểu Tunisia. Vì Aladdin đến từ Tunisia, cô nói. Trên đây là câu chuyện về cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ và cuộc hành trình 1.000 ngày đầy nước mắt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ!